Trước khi vào video thì tôi có cái này muốn nói với mọi người, là video của tôi thì có đến 99,1% người xem là chưa đăng ký. Chỉ có 0,9% người xem là đã đăng ký rồi. Thế nên là mong mọi người bỏ ra một chút thời gian để đăng ký kênh, ủng hộ tôi nhá. Không vòng vo nữa, chơi game nào. Tôi thích giặt đồ vào buổi đêm. Nó thật là yên tĩnh khi mà không có ai xung quanh. Đầu tiên tôi cần phải bỏ quần áo bẩn vào trong máy giặt, thêm xà phòng, bỏ tiền vào bật máy. Đây, đây, xong. 11 giờ kém. Ăn phát nào. Bim bim à? Ok. Tôi có thể bỏ quần áo vào xe khi mà giặt xong. Gì đây? Có vẻ là một cái phòng kho. Vào được không biết. Thử xem nào. Không được rồi, cửa khóa rồi. A few moments later. Xong rồi. Tiếp theo bỏ quần áo vào máy sấy. Đây. Hai cái này xong chưa? Đây. Để lấy tí sinh tố lúa mạch. Đúng rồi, uống phát tỉnh người. Bây giờ có bao thuốc nữa là tuyệt vời luôn ấy. Cắn phát bim bim. Gì đây? Các bài báo phải. Hình như là vậy. Úi dồi. Có ai thấy người phụ nữ kỳ lạ nhìn tôi qua cửa sổ không? Cô ấy là vô gia cư à hay cái gì? Đừng ở đây một mình. Giữa đêm, cô ấy sẽ tìm bạn. Mẹ quả này chết rồi. 11 giờ kém rồi. A few moments later. Nhanh 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 nhanh. Lấy đồ mẹ. Không có con nào đến tìm ý. Nhanh cái tay xem nào. Thôi xong. Cửa đóng rồi. Vâng. Vừa mới có cái chỗ kia mở ra, chỗ máy giặt kia mở ra. Đóng lại. Trời ơi. Làm ơn cứu với. Vãi. Đùa. Mới đóng xong. Mẹ em à. Ui. Vãi. Gì đây? Vâng. Mất điện đi chứ. Thế bây giờ như nào? Ui. Vãi. À, cái con khi nãy này. Chị gì ơi. Xong rồi tự nhiên chị đứng ngoài này như này. Bật cả đèn xe ô tô em là sao? Cửa thì khó không ra được. Ô, hết rồi. Cắn phát bim bim. Chấn an tinh thần. Ơ, cửa mở được rồi này. Điện thoại của tôi hết pin. Sương mù quá dày để tôi lái xe về nhà. Tôi tự hỏi là có cái điện thoại cũ nào ở đằng sau không? À, là ở trong cái nhà kho đúng không? Để xem nào. Nhưng mà cửa khóa hả? Ơ, mở này. Ngon. Được, vào luôn. Ui dồi. Gì đây? Chị gì ơi? Tha em. Trời ơi, lại khóa cửa rồi. Tha em chị ơi, em có làm gì đâu. Em chỉ là một thanh niên thích giặt đồ buổi đêm thôi mà. Trời ơi. Cái gì đây? Ui. Mẹ. Hủ hoài. Điện thoại cũ đây đúng không? Con ma đã đánh rơi cái chìa khóa. Ok. Điện thoại cũ hư rồi.
Gì đấy? Gửi tới tất cả nhân viên, không ai được mở thùng rác. Như quản lý mở luôn sợ đéo gì. Thùng rác đâu? Ok, để mở cái cửa. Thùng rác đây à? Không, cái này thì có gì đâu. Đây, đúng không? Sau này à? Đây rồi. Ui, gì đấy? Vãi. Xương đến tháng à? Hả? Một vũng máu ở dưới luôn ấy. Xương đến tháng thì phải. À, vậy là chắc là cái chủ tiệm giặt là này là giết người xong giấu ở sau thùng rác, xong không cho nhân viên mở, tại sợ bị phát hiện là giết người.